Chị Bảo, xin chào mừng quý vị đã đến với kênh YouTube Nghệ thuật Chị Bảo. Và với nội dung của video ngày hôm nay, chị Bảo sẽ giới thiệu và hướng dẫn với quý vị hai cách làm bông hoa như trên hình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm. Và làm bông hoa bằng may chúng ta cần hai quả bóng dài 260 quả màu xanh và màu đỏ. Bó bóng bền để bóng ra. Đầu tiên các bạn làm, các bạn định làm cánh hoa to bằng bao nhiêu, ví dụ bằng 4 ngón tay thì chúng ta cứ lại to bằng 4 ngón tay. Tiếp theo các bạn gập bóng ra to và vặn một chút bằng mỗi đầu ngón. Sau đó các bạn vừa nhấn lên tay bóp chặt và vặn xoắn lên. Rồi như vậy là chúng ta đã được một cánh hoa. Tiếp theo hai cánh hoa chúng ta cũng như vậy, đo và lấy đặt cỏ bạn giật bóng ra bóng. Rồi chúng ta được hai cánh hoa. Tiếp theo sang cánh số 3 các bạn cũng đo như vậy. Sang cánh số 4. Bạn cũng bóp hết rồi. Bóp hết rồi. Còn hai cánh hoa dài bằng nhau chúng ta có thể dùng được luôn. Bạn đặt đầu bóng này. Cái cuối cùng, đầu tiên ta bó lại, đầu tiên ta quấn vòng quanh. Và như vậy chúng ta đã tạo được bông hoa 6 cánh như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ làm phần nhụy hoa và lá tay cầm. Đưa cái bàn đường bằng lên. Trước tiên chúng ta làm nhụy hoa, các bạn đo bằng khoảng hai ngón tay, bạn một chút. Rồi làm cái này, bạn sáu. Tiếp theo đó các bạn vặn một đốt và nhỏ đúng một tay. Tiếp tục ở đây chúng ta làm hai nút khóa, mỗi nút bằng hai ngón tay. Tiếp theo và chúng ta đã được nhụy hoa và bông hoa như thế này. Sau đó chúng ta sẽ cài nhụy hoa và bông hoa.
này xong, chúng ta đã có sản phẩm hoa như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ làm lá hoa. Các bạn bớt lại khoảng từ 8 ngón tay. Chúng ta làm một chiếc lá đầu tiên. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ làm hai lút khóa để khóa cánh hoa, khóa lá hoa, mỗi lút bằng hai ngón tay. Tiếp tục làm thêm một lút số 2. Các bạn có thể chấm bằng ngón tay. Rồi, sau đó chúng ta làm thêm một chiếc lá bên cạnh. Đó. Đây là lá hoa chúng ta, bây giờ anh Thành và chúng ta sẽ thử. Như vậy là tôi đang hướng dẫn các bạn làm xong một bông hoa 6 cánh cực kỳ đơn giản, dễ làm và tặng làm quà chơi cho các bạn nhỏ cực kỳ. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một nụ hoa hồng. Và bớt lại khoảng 8 ngón tay. Ra bọc bóng bề này. Đầu tiên chúng ta sẽ làm nhị hoa trước. Làm 3 lút khác. Chúng ta làm lút số 2. Các bạn mỗi 2 lút này với nhau. Khóa chốt này. Và chúng ta vặn cánh này. Tiếp tục chúng ta sang nút số 3. Các bạn bóc bóng. Và đây các bạn vặn bóng qua. Rồi như vậy nhị hoa của chúng ta đã làm xong như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ làm thân của nụ hoa. Các bạn bớt lại từ khoảng 7 ngón tay. Bạn gập bóng lên trên. Đo bằng đúng cái nụ hoa các bạn cảm thấy này. Quấn vòng quanh nụ hoa. Rồi chúng ta đưa thế này, các bạn gập bóng dưới đây. Đo bằng đúng thân hoa, chúng ta vặn thêm một chút nữa. Rồi chúng ta đã xong. Và với phương pháp này, chúng ta sẽ dùng phương pháp nhồi đẩy. Hai tay ở dưới các bạn kéo bóng ra và hai ngón cái các bạn nhồi bóng đẩy của chúng ta. Ta lên thành ra thân hoa thế này. Tiếp theo các bạn hãy làm đường vòng qua hoa dưới này. Bạn nhồi bóng ra, tay ép quấn quả bóng vòng quanh. Và chúng ta đã làm xong được phần trên của nhựa hồng. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cuống hoa.
Đầu tiên chúng ta sẽ làm đế để giữ bông hồng gồm có 3 cái ngón tay. Một cái các bạn biết là chuyển khoảng 4 ngón tay này. Các bạn cảm nhận khá trước. Tiếp theo các bạn làm ra bóp và chúng ta đã hoàn thành đế và chúng ta đây như thế này. Sau đó chúng ta sẽ nối nụ hoa vào đế hoa. Và như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn xong cách làm nụ hoa hồng và bông hoa ở đây. Tôi đã hướng dẫn các bạn hai cách để làm bông hoa sáu cánh và nụ hoa hồng. Và với nội dung của video này, các bạn thấy hay thì hãy cùng chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh Nghệ thuật Trịnh Bảng để giúp kênh có nhiều động lực hơn, tiếp tục sản xuất ra những nhiều video nữa để đáp ứng với những nhu cầu mong muốn của các bạn. Xin cảm ơn toàn thể các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn.